Rồi, ở bài học trước đó, thì mình đã hướng dẫn các bạn cách lôi ra cái thanh công cụ La Tool Set ở bên đây ha. Thì cái phần công cụ này nó tập hợp hết những cái công cụ ở trên đây lại ha. Đa số là đủ nằm đủ hết nằm trên đây ha. Rồi, mình hôm trước mình đã học được tất cả các phần này ha, vừa vẽ vừa hiệu chỉnh trên cái phần này rồi. Rồi bây giờ mình học tiếp tới cái phần cái ô này, ô này thì gồm có 6 công cụ, thì mình đi lần lượt từng cái ha. Đầu tiên là công cụ này là công cụ Tape Measure Tool, là công cụ để đo khoảng cách. Giả sử mình có một cái bức tường, bức tường là đây đi ha, rồi mình boost nó lên, rồi. Rồi mình muốn vẽ một cái cửa chẳng hạn gì, cao là 2m2, rộng 900, mà cách cái mép này là 1m chẳng hạn gì, thì mình làm sao? Thì bằng cách là dùng công cụ Measure Tool ha. Công cụ này viết tắt là chữ T, T nè, bấm chữ T để nó hiện hình cái thước ra cho mình. Rồi mình mới bấm chuột trái vô cái cạnh này nè, bấm chuột trái vô, bấm hay buông ra, chứ không nhấn giữ chuột trái nha, bấm rồi buông ra, đã bao di dời chuột nè, di dời chuột. Nếu mà mình không có nhập số thì đến vị trí mong muốn thôi, còn đây mình muốn nó cách mấy tường ngàn mà đúng không, thì lúc đây mình gõ ngàn là một, enter đúng không. Rồi do cái cửa rộng 900 thành ra mình bấm tiếp tục đây, bấm phím trái chuột một lần ha, bấm rồi buông chuột ra, rồi di chuyển, rồi gõ vô 900 nè, 900. Nhớ trong lúc di chuyển thì cái đường di chuyển này nó đang màu đỏ nè, màu đỏ nghĩa là nó song song với chuột ít ha, chứ còn nếu mà nó lệch là nó bị lỗi ha, nó mình sẽ sau này mình sẽ trừ cái tường không được. Rồi nhấp vô 900 ha, 900 enter là xong. Rồi tương tự vậy, mình muốn vẽ một cái ô cửa sổ này thì cách cái mép này là 2m chẳng hạn vậy, thì cũng lại tiếp tục là bấm tiếp vô nè, 2m đó. Rồi cái cửa sổ này rộng 2m thì cũng vậy, 2m4 vậy đó, thì bấm vô đây nè, chọn nè, di chuyển là 2m4, nhập vô 2m4 ha, đó cái nhập vô. Rồi cái cửa sổ này thì cũng là cách nền là 900 đúng không, thì mình chọn cái cạnh dưới, rơi vô cạnh dưới nè, rơi vô cạnh này ha, bấm một cái buông chuột ra, gõ vô 900. Rồi cửa sổ này cao bằng đầu cửa thành ra là 2m2 đúng không, thì 900 cộng 1m3 là 2m2, thì bấm vô cạnh này tiếp, cái cạnh của đường gai này nè, lên mấy đường này gọi là đường gai ha, gõ vô 1.300 đó. Sau khi mình có mấy đường gai này đó, thì mình bắt đầu mình vẽ cái hình muốn vô nhiều gai đó. Ở đây mình vẽ rectangle ha, bấm chữ R, R rectangle thấy không. Rồi bắt vô này thấy không, tự động nó hít vô giao điểm intersection giữa hai đường gai đó, mình nắm kéo xuống đây đó, tương tự vậy cửa sổ nè, thấy không, rơi vô nó bấm vô giao điểm giữa hai đường gai là intersection thấy không. Rồi bấm vô ra đây đó, thấy không, thì nó được hai ô này. Rồi mình chưa, lúc này mình chưa cần boost nó thôi, rồi bấm chữ B phở ha, boost nè, boost. Khi boost mà muốn lủng tường á thì chọn cái cạnh đây bên đây ha, là nó lủng. Tương tự như này, boost nè, chọn đúng cái cạnh mép này nè, thì nó lủng. Còn nếu mà đẩy qua đây luôn thì nó khác nha, đó lòi ra đây nó khác nè, mà lòi qua đây nè, ô nè, bấm ô nè, boost nè. Không, nhưng mà do cái này nó có giới hạn limit nè, nó hiểu rồi, nó muốn đẩy qua nữa không được. Mấy vật xong cũ thì nó bị đẩy qua luôn, còn vật xong mới này nó hiểu limit, nó cũng đỡ cho mình rồi. Hoặc bấm vô cạnh này ha, đó thì nó lủng qua. Đó là cái cách mà mà dùng lệnh gai ha. Rồi còn một cách nữa là thí dụ mình đo nè, mình cái chiều chiều rộng tường nè, T nè, bấm chữ T ha, đo nè, từ đây bấm điểm phím trái, bấm điểm phím trái nữa ha, thì nó bấm điểm phím trái nè, bấm điểm nè, rơi vô thôi chứ không cần bấm điểm phím trái, rơi vô cái cạnh này nó bắt vô endpoint, nó hiện là 251 ha. Rồi bấm vô 251 này, rồi sau đó là mình muốn cho cái tường nó 200 thôi, thì lúc này mình gõ vô nè, nó đang lên thấy không, ở dưới dòng tình trạng nó đang là 251 này không, mình muốn 200 mình nhập vô 200 enter. Rồi khi mình nhập vô 200 bạn enter, lúc này nó hỏi là do you want to resize the model, có nghĩa là bạn có muốn định lại kích cỡ cái mô hình này không á, không thì ghi chú rằng tất cả các thành phần mà trong cái mô này sẽ được tải từ cái file bên ngoài, sẽ không có resize ha, nghĩa là cái phần nào bên ngoài không không có thay đổi được ha. Mình chỉ resize này thôi, bấm Z luôn đó, thì tự động nó scale nhỏ lại. Thì lúc này mình đo nè, từ đây nè, endpoint nè,
200 thấy không, đó là 200 đó. Thì đương nhiên là mấy cái tỷ lệ này cũng bị thay đổi theo nha, chứ nó không đúng nữa nha. Giống như nãy mình đo cái cửa này 900 nè, bây giờ nó khác này không, nó 717, nó scale lại, scale lại hết với cái khối model luôn, nó cho hai kem một cái không. Đó là cách resize một cái gì đó. Thành ra ví dụ mình có một cái khối bút rectangle, rectangle hả, 500 chấm phẩy 500 à, mình boost nó lên, boost lên 500 luôn đó. Bây giờ mình muốn scale cái này là hình còn 300 thôi ha, 300 hình rỗng nè. À, mình bấm chữ T ha, T đo nè, điểm thứ nhất, điểm thứ hai, theo nó là 500, cái mình nhập vô là 300, enter đó. Nó hỏi muốn scale lại không, bấm Z không, thì nó tự động nó bấm zoom extend nha. Khi mà scale lại nó nhảy ra góc tọa độ, bấm chỗ này nè, zoom extend nè, để nó zoom thấy tất cả đó ha, thấy rồi. Đo lại nè, từ đây nè tới đây nè, không 300, tương tự vậy cạnh này cũng 300, tương tự ha, cạnh này nè cũng 300 nè không, đó nó sẽ scale hết ha. Tỷ lệ với nhau hết ba chiều luôn ha. Đó là lệnh Tab Measure Tool. Rồi, lệnh Protractor là sao? Protractor có nghĩa là dùng để đo góc ha, tạo cái đường gai mà để đo góc ha. Giả sử mình muốn vẽ cái máy xiên vậy nè ha, mà muốn 30 độ chẳng hạn vậy, đường xiên này là 30 độ thì mình làm sao? Bấm vô Protractor ha. Protractor nào. Rồi, đầu tiên là bấm vào mặt phẳng đó, thì rút rơi mặt phẳng, nhớ là mặt phẳng màu xanh lá cây này không, có nghĩa nó hết đến cái mặt bằng này, chứ còn mình nếu mà rơi lên không hết mặt khác nè. À, xanh dương là mặt trục Z rồi, hoặc là hết cái mặt cạnh nè, à, màu đỏ này không, à, mỗi lần cái nó hết với mặt khác ha. Ở đây thì mình là màu xanh ha. Rồi bấm nắm, bấm một đoạn rồi nắm kéo thẳng ha, nắm kéo thẳng rồi bắt đầu quay nè, quay lên thấy không. Mình lúc này mình gõ là 30, 30 enter đó thấy không, là 30 độ từ cái mép này. Rồi làm lại ha, để mình clear cái gai này, muốn xóa những cái đường gai này nè, mình vô edit nè, delete guys nè không, đó gai này xóa hết. Rồi mình làm lại ha, rồi tractor ha, bấm điểm này ha, bấm này, nếu mà nó bị qua bị lại nè thì bạn chỉ cần khống chế ha, khống chế bằng phím mũi tên màu bên trái, có mũi tên bên trái ha. Bấm nè, bấm kéo ra ha, rồi xoay lên nè, ở vô 30 nè, thấy không, ở 30 ha. Rồi bây giờ mình vẽ cái đường lai thôi, vẽ đường lai lên đó, đường lai theo cái đường gai này đó. Đường lai nè, đường gai này, rồi vẽ đường lai này lên đây đó, thấy không, thì nó tạo thành một mặt. Lúc này mình vẽ được cái độ xiên của cái đó ha, boost nè, boost qua bằng cái cạnh này ha, boost rồi. Bằng cạnh này, cạnh tường nó nè, chỉ vô cái cạnh đó đó, ok đó 30 độ ha. Rồi tương tự như muốn vẽ 15 độ chẳng hạn vậy ha, 15 độ nè, bấm vô rồi setter nè, bấm điểm này bất kỳ nè, bấm mũi tên bên trái nè, à, để cho nó hít vô cái mặt nè, mặt phẳng này, à, nghĩa là cưỡng chế cái cho nó hít vô mặt phẳng này nè. Bấm vô nè, xoay lên nè, à, gõ vô nè. À, lúc mình di chuyển cái này nè thì mình nhìn dưới dòng tình trạng này nè, nó cái độ nó thay đổi theo này không, à, độ thay đổi theo nè, ghi vô nè, đổi vô 15 à, đó rồi vẽ đường line thôi, vẽ đường line theo này đó. Không, thì đó mình boost nè, boost chẳng hạn vậy đó, boost ra đó, ví dụ vậy ha. Đó là vẽ đường gai mà có một góc, nó còn cái đường gai mà tab measure tool là vẽ đường thẳng. Rồi tiếp theo là axis, axis là trục ha, trục thì mình có thể thay đổi cái trục, mặc định trục nó nằm ngang nè, ví dụ mình bấm vào axis nè, axis trục. Rồi mình muốn đường xiên theo này ha, một nè, hai nè, thấy không, ba nè, thấy không, đó lúc này nó xoay thiên ha. Rồi thì điều này có lợi gì, lợi cho việc mình vẽ những cái sào gồ á, mình copy á, theo cái chiều này, chứ không phải mình vẽ nếu mình để vô chụp tọa độ kia á, nó vẫn quay ngang ha. Đây là giờ vẽ sào gồ thử nè, vẽ thử sào gồ ha, rect nè, thấy không, sào gồ ha, đó boost nè, boost đúng không. Rồi bút bên kia đi. Rồi, thử nha, thử thôi nha. Rồi bấm nè, thấy không? M control nè. Đó, thì lúc này nó sẽ theo xuyên theo cái trục của cái máy này không? Mình gõ cho nó vô ngàn đi. Đó, nhân nè, đóng giống nhân. 5 chẳng hạn vậy ha, à, đó.
Đó là cách mà xoay cái trục tọa độ để vẽ theo một cái đường xiên mình mong muốn ha, em máy. Rồi, vậy lỡ xoay rồi muốn trả về như cũ thì sao? Thì bằng cách là chọn vô cái trục này, chọn vô trục nè, bấm thanh công cụ chọn này ha, chọn vô trục này, đúng không? Chọn vô trục, bấm bên phải, bấm reset, reset, thấy không? Nó về như cũ lại, trả về như cũ lại. Đó. Rồi muốn qua cái mới cũng vậy, muốn qua cái mới thì muốn trục này đi, trục nó nằm đứng đi đi ha, nằm đứng nè, nằm theo chiều này đi ha, một nè, hai là trục X này không, đỏ trục X nè, Y bên đây nè, đó, chỗ này trục Z nó quay xuống này không, mà quay ngang đây thì Z quay lên, đây trục Z đi xuống nè, quay ngang đây trục Z đi lên, đó, quay ra, rồi muốn reset lại thì sao, muốn reset trục á, lúc này lúc mà nó nghiêng thì mình vẽ cái mặt phẳng á, vẽ cái hình rectangle á, nó sẽ nghiêng theo cái trục mặt phẳng này luôn ha. Rồi thí dụ mình bấm phím mũi tên bên phải nè, thấy không, thì nó theo thể theo cái chiều nghiêng đó luôn, mũi tên bên trái nè, thấy không, nó theo theo cái chiều nghiêng của cái này luôn ha. Ok. Rồi muốn reset lại thì chọn vô cái trục ha, chọn bất kỳ màu xanh, màu đỏ, màu vàng như vậy, chọn là bấm phải bấm reset nè, không thì trả lại trục như cũ lại. Rồi tiếp theo thì công cụ ghi kích thước, công cụ ghi thước, công cụ ghi thước là đây nè, dimension ha. Thì kích thước ở trong shape thì nó đơn giản, nó chỉ có đường xiên, đường thẳng, đường đứng thôi, đường ngang, đường đứng thôi, chứ nó không có mấy cái kích thước khác. Thành ra mấy mấy bạn muốn mà làm đo mấy cái thứ khác thì cả phần cái lút in của nó có nhiều lút in này, sau này mình sẽ học tiếp cái phần lút in đó. Giờ đổi cái thước thử nè, đo nè, từ đây tới đây nắm kéo ra ha, có thể kéo đứng này, có thể kéo ngang ra cũng được ha, kéo ngang ra nè, ô nè, làm lại ha, đêm nè. Đó, mình hay kéo ngang vậy cũng được nè ha, hoặc kéo đứng xuống vậy cũng được, đều được hết. Ở trong shop nó thoải mái mấy cái này lắm ha. Đó, kéo ngang kéo đứng đều được hết. Đó, khi mình kéo tới cái điểm đó nó hết vô này không? Thì kéo tới cái điểm đó nó hết vô. Đó, kéo nè. Đó, tới đây nó hết vô. Hết vô lên trên để cho mấy mép này nó bằng nhau nè ha. Mép được cái thứ nó sẽ song song nhau hết. Rồi thì khi mình xoay á, thì nó sẽ xoay theo cái thước xoay xeo này không, nó xoay theo cái hướng mình nhìn đó, bây giờ cũng xoay theo cái hướng mình nhìn hết. Rồi, tương tự với đo đường đứng cũng vậy ha, đo đường đứng đi nè ha, mấy cái này không có lệnh tắt, hay là mình sau này mình có thể đặt lệnh tắt được mấy cái này ha. Đó, kéo ngang đây cũng được mà kéo về chiều này cũng được nè ha, hai chiều đều được hết, chiều này nè, rồi từ đây nó đo mình kéo chiều này nè ha. Đó, cái dimension trong setup nó thoải mái cho đó. Ừ. Rồi cái phần chỉnh kích thước này đó thì sau này mình sẽ hướng dẫn các bạn sao ha, trước mắt là mấy bạn làm quen qua cách sử dụng nó thôi. Còn mình có thể chỉnh kích thước này nằm dọc theo cái này giống như AutoCAD vậy đó, rồi bỏ cái chữ mm này có thể chỉnh được. Rồi ví dụ như chú nè, test nè ha, ghi chú, chú nè, chú đây, rồi bấm vào đây ghi chú nè, bấm phím trái chuột ha, rồi buông ra, thấy không, rồi kéo qua đây, đó, bắt đầu nhập chữ vô, rồi máy xiên chẳng hạn vậy, máy xiên, rồi, rồi bấm phím trái chuột ra ngoài ha, là xong, thấy không, đó, còn muốn mà ghi chữ bình thường á, không có cái mũi tên này thì bấm bấm một lần rồi buông thôi, bấm nè, đó, không, bấm lần buông thôi chứ không có kéo chuột ra, à, ví dụ mặt đứng nhà, enter, enter thì xuống dòng, còn muốn kết thúc lệnh á, thì bấm phím chuột trái ra ngoài ha, đó, ở nhà, rồi làm lại này ha, bấm vô test này ha, rồi bấm chỉ vô một cái đối tượng bất kỳ, ví dụ chỉ đối tượng này đi, bấm, rồi bấm di chuyển chuột ra thì nó thành thế mũi tên, thấy không, di chuyển chuột ra thành thế mũi tên là di chuyển đây chẳng hạn vậy, rồi đó, lúc này mình gõ di chú vô nè, rồi, máy bằng chẳng hạn vậy, máy bằng. À, rồi bấm phím trái chuột là xong. Còn muốn ghi chữ bình thường mà không có leader thì chỉ cần bấm đúng một lần là buông ra liền, bấm buông ra liền chứ không có di chuyển chuột ha. Rồi mặt bằng chẳng hạn vậy, nhà ha. Rồi bấm phím trái chuột trên màn hình để kết thúc lệnh. Đó, đó là cái phần chữ 2D. Còn chữ 3D là sao? Chữ 3D là chữ có chiều dày ha. Rồi bấm vô đây ha, chữ chiều dày thì cái chữ này nè, chiều cao chữ này nè,
thì mình cũng có thể đổi giống như cái kích thước này ha, chiều cao của kích thước này có thể đổi, nhưng mà nó trong một cái hộp hệ thoại riêng. Thì sau này mình vô bài học cụ thể mình sẽ hướng dẫn mấy bạn tiếp với cái phần chỉnh với cái chiều cao chữ này ha. Rồi tiếp theo là phần test 3D. À, test 3D, khi bấm vô test 3D thì nó hiện hợp thoại là place 3D test. À, thì ở chỗ này là mình nhập test nè. À, nhà test ví dụ là nhà của tôi chẳng hạn vậy, nhà của tôi. Rồi ở đây là chọn phông chữ, phông chữ ha, thì Tahoma gì á, ở đây thường mình dùng là Arial nè, không Arial chữ này nè, bấm chữ A để tìm nó. Rồi ở bên đây là canh lề left center right ha, canh lề thì mặc định nó là canh lề trái ha. Rồi ở bên phía này đó thì là regular bold italic, là các định dạng chữ, chữ thường là regular, chữ đậm là bold, chữ nghiêng là italic. À, chữ vừa đậm vừa nghiêng là bold italic. À, vừa đậm vừa nghiêng thì ở đây thí dụ mình dọn chữ đậm đi ha, bold. À, bold đậm lên. Rồi đây là chiều cao chữ. À, chiều cao chữ rồi. À, mấy cái ô này đó là chiều cao chữ mà được tô đặc này không, tô đặc. À, extrude là khi mình chọn cái năng này thì chữ nó có chiều dày, chiều dày của nó là 25 ly này không. Rồi giờ mình để nguyên si ha, mình place này ha, place đó thấy không, place đó là chữ 3D nha. Rồi mình thấy lúc mình xoay không, mình xoay orbit đó, thì mấy cái chữ mặt đứng nhà này nó giữ nguyên này không, nó giữ nguyên vị trí đó ha. Rồi tiếp theo bấm 3D test tiếp ha, 3D test tiếp. Rồi à, cũng là cái chữ này ha, cũng giữ phông chữ này, giữ nguyên đi ha, giữ mấy này nguyên hết. Mình có điều là mình bỏ chữ extrude đi ha. Khi bỏ extrude đi thì nó không có chiều dày, nhưng mà nó có fill nè, nó tô nè, lay nè. À, ta đây đó, thì cái chữ này nó sẽ biến thành chữ 2D và nó có tô ở trong cái đường viền chữ, nó tạo thành những cái mặt ha. Thì những cái mặt này sau này mình có thể extrude được ha, tại vì nó khi mình ghi chữ ra xong nó thành một cái group nè, cái group là bài học sau mình sẽ học ha. Rồi mình lít đôi vào nó ha, rồi mình push nè, push push lên, thấy không, nó dựng thành chữ được ha, push lên chọn ha. Nhớ push mà muốn chọn một cái khác để push đó, thì bấm cái thanh dài ha, thanh dài chính là thanh chọn này nè, là mũi tên chọn ha, để chọn được cái mặt đó, push ha. Rồi khi mình chọn một cái khác này không, nó không hiểu cái mặt này, nó không hiểu cái mặt này thì bấm thanh dài, thanh dài thanh space bar nó chọn á, rồi cái mặt này push nó lên ha. Đó rồi muốn thoát ra ngoài thì bấm phím trái ra ngoài cái thoát ra ngoài đó. Đó là chữ mà có 3D nhưng mà biến thành 2D mà có tô cái mặt ha. Còn bây giờ tiếp theo là chữ mà chữ rỗng giống như 2D luôn. Rồi cũng bấm vô lại 3D test ha, 3D test. À, rồi, thay vì fill mình bỏ chữ fill đi. À, chỉ bấm chữ place thôi. À, đó thì nó sẽ tạo thành một cái chữ rỗng. Nó không có tô, à, không có tô. Thì nếu mà nó không tô mình không có trước được. À, nó chỉ là một chữ rỗng thôi. À, vậy là đến đây mình sẽ bả hướng dẫn các bạn xong cái phần 6 công cụ bên phía này ha. Rồi, chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.